Chúng ta thấy rằng là mùa đông đang đến, và không chỉ tại Trung Quốc mà tại cũng rất là nhiều những quốc gia khác, thì chúng ta cũng sẽ phải chú ý về mặt sức khỏe để làm sao mà giữ được sức khỏe tốt nhất cho những ngày tháng sắp tới. Và quý vị thân mến, tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý, Italy đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm sản xuất, bán và nhập khẩu thịt nhân tạo, loại thịt được sản xuất bằng cách nuôi cấy tế bào động vật trong phòng thí nghiệm thay vì thông qua việc giết mổ động vật. Lệnh cấm của Italy được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia khác, trong đó có cả Đức và Tây Ban Nha, đang đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu để cải thiện quy trình sản xuất thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Lệnh cấm nói trên cũng bao gồm việc sử dụng các từ đề cập đến các sản phẩm thịt truyền thống như xúc xích Italia hay bít tết để tiếp thị các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật. Quốc hội Italia đã thông qua lệnh cấm nói trên sau nhiều tháng tranh luận. Những đối tượng vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt lên tới 60.000 euro, tức là gần 1,6 tỷ đồng. Bộ trưởng Nông nghiệp Italia Francesco Lollobrigida nhấn mạnh quyết định trên của chính phủ nhằm mục tiêu bảo vệ truyền thống ẩm thực và thị trường việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp của nước này. Hồi đầu năm nay, Italia đã bật đèn xanh cho phép sản xuất và bán thực phẩm làm từ côn trùng bằng cách thiết lập các hướng dẫn về cách xác định các sản phẩm đó trên thị trường. Tuy nhiên, có thể phải mất vài năm nữa, nguồn protein này mới được phổ biến rộng rãi ở nước này.